Ok, hello mọi người đã trở lại với kênh Khả Nhân Gamer của mình nha. Và hôm nay thì có một bạn chẩu tre nhắn tin với mình, kêu mình ê quá trời quá đất luôn. Thật ra là bạn ấy muốn gạ kèo solo với mình. Đây em để xem, mình sẽ cho các bạn xem tin nhắn của bạn đấy. Solo với tao không mày, solo tự chiến kèo 2 lít. À kèo 2, 200 ngàn đó mọi người. À, ê con gà, mình mới xem thôi, mình chưa kịp đọc hết nên là nói mình là sợ này nọ rồi. Mà thật ra luôn là mình không có nhận cà solo. Đó giờ mọi người rủ thì mình cũng đó giờ thì mình có nhận cà solo của ai đâu. Đờ mờ gà, xem không dám đép à. Solo với bố mày không ấy. Mình ở trên mình nói là không nhận cà solo mà cứ nhây hoài. 20 ngàn. Biết rồi là 20 ngàn rồi. 2 lít là 20 ngàn. Lộn 200 ngàn. Nhầm chứ, mình cứ nói nhầm. 20 ngàn thôi. Em muốn, nếu mà bạn này muốn có kim cương thì mình, thì em hãy nhớ theo dõi like của chị thôi. Like chị hàng mỗi tuần thì đều có tích tâm bạn kim cương mà, thì em theo dõi like là được chứ gì. Chứ solo thì chị không. Quá thế mua hẻ 200 ngàn ngay cho bố. Mắc cái gì mà mình phải mua chứ. Trời, đâu ra vậy trời. Gạ kèo mà mình không solo cùng thì kêu mình đi mua thẻ 200 ngàn cho. Kiểu như là đang khiêu khích mình vậy á. Ok, nếu thích thì solo thôi. Sẵn đây thì mình cũng rảnh rỗi thì sẵn làm clip cho bạn xem luôn. Ok, để bây giờ thì mình mày chọn cái chết à cho mát. Đúng thằng này đúng, nói chuyện nói nhiều luôn á. Mình á thì mình chơi cũng không có hay, nhưng mà thôi kệ đi, mình thử thôi xem sao. Tại vì đó giờ thì mình cũng chả solo với ai cả. Ok, vô game đi, chị tạo phòng. Đâu rồi? Ủa im luôn rồi mọi người. Đã xem rồi im luôn rồi. À không chơi dơ. Quang bơm với giáp với bơm máu nhé. Ok, không quang bơm với giáp. Ok, không à, trong solo này là không giáp luôn. Bố chưa có tiền mua unlock. À cái này chắc gạ kèo mình xong rồi cái để dành tiền mua unlock luôn ha. Gì á mọi người. Chị không bật chức năng unlock. Ok. Ok luôn vào. Ok, mình luôn con gà, mẹ cứ liên tục nói mình là con gà. Ok, để mình tạo phòng nha. Ok mọi người, thì mình đã tạo phòng xong rồi nè. À rồi, vừa tạo phòng là bạn đã nhắn tin mình liền. Vì tao nè. Sao gà là sao? À tao đặt con gà. Mẹ kêu tao là con, không, kêu mình là con gà là từ cái Facebook sang tới game là vẫn kêu mình là con gà. Vô đi mẹ, đúng luôn, thằng này nói nhiều, cực kỳ nhiều luôn á. Solo kèo 200 ngàn với tao, biết rồi, nói hoài. 200 ngàn thì 200 ngàn có gì đâu. GG là gì vậy? GG là gà hả? Trời, tao đại sợ quá cơ. Mình thì chứ mình muốn nói chuyện chị em mà sao nghe nó khó khăn quá mọi người. Vô đi. Đờ mờ mày luôn mày. Đúng chỗ tre luôn. Vô, nói nhiều quá. Nói đúng nhiều luôn. Trời ơi, tôi muốn lần đầu tiên solo với tôi thì nó cực hay đồ này rồi, với mà tại sao tôi lại dính với chậu tre này chứ. Ban đầu thì tại tôi vuốt mờ 500 rất là khó để kéo tâm, nên tôi sẽ chơi với cây nào mà tôi quen G18 với mọi người. Đây là lần đầu tiên tôi đi solo luôn á. Hồi hộp phải ra. Cái này nếu mà mình đứng ở phía trên là chắc chắn là mình sẽ có thế hơn nó rồi. Chắc chắn luôn mình sẽ có thế hơn nó. Ở đâu mày đâu? Ờ kia mày kia. Ờ không, anh đầu 12 không. 17. Trời ơi, toàn mười mấy không phải gì. Nhưng mà mình bắn nó yếu rồi nên nó bắn mình có một tí máu rồi. Trời. Bắn M500 gì vậy bạn? Bắn M500 cái kiểu gì vậy? Định thiết sạc vậy là đâu có dễ đâu. Ôi bản này thì chơi cái gì đây? Thôi chơi cây sụp gân đi mọi người. M1887 đi. Solo mà chơi cái sụp đi. Bạn bên kia sao rồi ta? Cảm giác bên kia như thế nào ta? 200 ngàn mua ăn lóc. Thôi cứ bình tĩnh mà chơi thôi. Để mình bọc hưởng này chứ. Ai xem video này nhớ cho mình một lượt đăng ký nha mọi người ơi. Nhớ cho mình một like một lượt đăng ký nha. Ở cái này là mình phải đi đường giữa chứ. Tại sao mình lại đi đường bên đây? Trời ơi, đường giữa chứ. Đi vòng vòng làm cái gì? Rảnh như vậy nhi. À nó kìa. Chưa lên đầu được. 7 máu với 10 máu thôi trời ơi.
vẫn chưa lên đầu được. Trời ơi, khó lên đầu vậy, khó lên đầu vãi trộn luôn á. Ê nha, lên đầu được một viên. Ôi trời, má ơi, nó hit sọc mình. Không phải hit sọc, mà one shot chứ. Trời, một viên lục bạc như là 496 máu hay vậy, 496 hay 495 máu á. Mẹ, ngon ngon, mày được lắm, mày được lắm. Mình sẽ chơi giờ, ông thấy giờ chơi farm mát thì chắc là không có đủ đâu, không có đủ mạnh với nó. Thôi chơi lục bạc luôn, thấy lục bạc bây giờ hên xui thôi, một viên cũng 90 máu đâu còn gì. Ai xem video mình nhớ cho mình một like, một lượt đăng ký nha mọi người ơi. Nói đây nào. Mày ra đây, mày đứng ở đâu, mày ra đây. Một viên 90 máu, một viên. À hình như cây lục bạc là 3 viên thôi là mày đai rồi. Hên thôi, mày nhờ có bơm keo của mày thôi, không có bơm keo là mày đai rồi. À rồi, cây này là nó có tiền để mua, nó mua bơm keo mọi người. Tôi thì chưa có tiền ở 67 máu. 67 máu rồi chưa đâu, tập có 2 lần 67 nữa nó mới đai được. Một viên 67, một viên nữa thôi là nó sẽ đai. Một viên nữa thôi. Nãy giờ nó đâu có thời gian bơm máu đâu. Mày ra đây giảm ra với lạ một viên nữa thôi. Không lẽ là tao không trúng mày đâu. Mày chứ mai mắng nó hết sọt. Ơi nhưng mà tôi nhanh hơn nó một tí mọi người. Mày cũng hê luôn. Làm kết thúc cái clip này thì mọi người hãy nhớ bình luận những câu nào khen hoặc là cute hay được một tí, để nếu mà cái bình luận đấy thì được nhiều like thì mình sẽ lọc ra và mình sẽ tặng kim cương cho mọi người nha. Mình sẽ chọn một bạn may mắn nhất luôn nha. Và mọi người hãy nhớ bình luận ID nha mọi người. Bản này thì mình sẽ sử dụng subgun. Cũng là nếu như mà mọi người bình luận dưới cái video này á, bình luận nào mà thấy hay là mình thích cái bình luận đấy thì mình sẽ lọc ra và mình sẽ tặng kim cương cho mọi người nha, ở mỗi video luôn nha mọi người, chứ không phải là bình luận nhiều like nữa. Ok, bạn ấy đâu rồi? Mình đặt bóng keo hơi chậm một tí xíu. Ơi trời ơi, trễ một cái là trúng đầu rồi. Trễ một tí thôi là trúng đầu rồi. Dễ gì, đâu dễ gì trúng được mình. Ôi trời ơi, 12 thôi. Má ơi, chưa gì hết mà đặt bông keo rồi. Chưa gì hết mà đặt bông keo sớm vậy. Chưa gì hết. Ôi trời ơi. Where ra đây luôn, đồ ông kêu làm gì, ra đây luôn. Ra hay lắm Nhi ơi, trời hay quá. Mặc dù là mình không có one shot hay là hit shot được, mình cũng là cũng xém nữa, mình mà thua câu đấy là mình cũng tan với nó rồi mọi người. Ok thôi, đang chơi hai cái súng gần luôn, một MP và một súng gần luôn nè. Ai xem video này hãy nhớ cho mình một like và một lượt đăng ký kênh nha mọi người ơi. Và nhớ bình luận những câu hay mà mình sẽ lọc ra tại kim cương cho mọi người nha. Không nhất thiết là phải nhiều like nha mọi người. Không nhất thiết là phải nhiều like. Nói chung là mình gây xúc động đến mình sẽ tặng kim cương luôn. Mày, này nè, MB nè, rút tâm nè. Mày chết nè, 132 máu vô đầu. Gặp MB với tao thì thôi rồi. Mọi người hãy nhớ cho mình một lượt đăng ký nha mọi người ơi, mọi người nhiều nha. Mình sẽ thường xuyên ra video để cho mọi người xem nha. Mình thắng nó 4-1 rồi đó. Mình thắng nó 4-1, vậy là nếu như mà mình thắng thêm 2 ván nữa đó, coi như là mình win. 2 ván nữa là coi như là mình win. Không biết cảm giác của bạn ấy như thế nào nhờ. Bạn ấy chuẩn bị mất 200 ngàn, không biết cảm giác bạn ấy như thế nào ta. Có thể bạn ấy sẽ lật keo. Ra đây bạn ơi, mình đặt bông keo hơi chậm nha. Sorry mọi người nhiều, mình sẽ cố gắng đặt bông keo thì là nhanh lại. Tôi là cô gái mà, thông cảm với tôi vì vụ đặt bông keo đi.
Nãy giờ chả biết là dùng cây MB hay dùng cây shotgun luôn. Shotgun luôn. Này, nhảy ra hả? Nhảy ra hả? Vô đầu nha. Bạn ấy là bạn ấy cũng tính bắn shotgun mình nhưng mà mình đã ra đạn trước. Rất tiếc cho bạn. 5-1, một trận win ván này nữa là coi như là mình win luôn cái một trận solo này nha. Mình rất muốn biết cảm giác của bạn ấy sẽ như thế nào. Gã solo mình hả? Mình vẫn không chơi súng dài luôn, chơi súng tầm gần thôi. MB shotgun. Rồi, trước mặt rồi. Ôi, bạn này cũng biết công đường giữ ấy ghê nhờ. Thôi, để mình qua luôn. Qua mình nói chuyện thẳng thẳng với bạn đó lúc nào. Ôi. Ê, tính nhất là bạn đó không có chơi bơm mà bạn đó chọi bơm mình. Ôi, cái gì quá trời gì mà dữ vậy? Kiểu gì? À, mấy cái này là... Mấy cái này là bạn ấy không mua súng luôn á. Bạn này là bạn ấy không mua súng luôn hay sao á? Đúng rồi, có mua súng đâu. Cây sụp gây bạn ấy ăn của mình từ một ván đó. Xong rồi còn như... Tích vàng lại là mua bơm luôn hay sao á? Trời đất ơi. Chơi bẩn gì vậy bạn ơi? Mới bảo là nhắn tin mình là không giáp, không bơm mà thế. Thế méo nào là ván đấy là dùng bơm. chắc là sợ mình lên nên mà bắt buộc là phải dùng bơm thôi. Rồi một ván nữa mà. Cho dùng bơm luôn. Ây da, mù rồi. Mù mắt rồi. Trang bị keo vào mọi người ơi, mù mắt rồi. Mẹ ơi, cái cây này mà đập thủng keo thì chắc tới sáng luôn á. Lẽ đầu ra, ôi trời ơi, mù mắt lần 2, lần 3 chứ. Thôi có nghĩa là cây này không phù hợp với mình trong hoàn cảnh này rồi. Sập gân thôi. Chọi bơm hả? Này thì chọi bơm. Trời ơi, tính ra là trong cái giờ phút này là bạn ấy vẫn còn suy nghĩ là sẽ chọi bơm mình đó mọi người. Rất tiếc, 200 ngàn đâu. Rất tiếc mọi người xem video này hãy nhớ cho mình một lượt đăng ký kênh nha mọi người ơi, cảm ơn mọi người rất nhiều và đừng quên là hãy nhớ bình luận những câu nào hay nha, mình sẽ lọc ra và tặng kim cương nha. Ok, để xem cơ bạn chảo tre đó nhắn tin gì cả. Đó rồi, thấy sao bạn mình gào gào vào đấy chơi hi hi. Đâu rồi, rep cái nghe chơi nào. Đâu rồi cái gì không ông tờ, cái gì không ông tờ là gì? Nói chứ mình trả lấy tiền của bạn đâu. Trời ơi, không nhường tao, trời má ơi, solo mà kêu nhường là sao? What the fuck, solo mà nhường. Mình sợ nhắn tin giấu sao á nên là mình sẽ để một chữ, mình giấu cách một chữ, mình giấu cách tiếp. Tao không gì vậy, tao không gì vậy, nhường cái đơ bơ nè. Tao không đưa tiền đâu, tao biết chắc luôn là mày chả đưa tiền của tao đâu. Nhưng mà tại vì mày thích solo thì tao solo thôi. Chứ mà tao biết chắc chắn luôn, nếu như mà mày thua thì mày chắc không đưa tiền. Mà nếu mày thắng thì mày, tao nói là mày bóc phốt tao trên Facebook luôn chứ gì. Trên mạng xã hội luôn chứ gì. Cái gì, ăn mai hả? Ồ, ok, ăn mai 6-2 ăn mai ok luôn. Và một ván thì bạn ấy chơi chọi lựu đạn. Ván cuối cùng vẫn là muốn chọi lựu đạn mình. Ok ăn mai. Ôi trời ơi. Ok thôi, kết thúc clip thôi mọi người. Bye bye mọi người nha.